Hôm nay xem lịch thì là ngày đại hung. Thế nhưng em đã đến đây thì chắc chắn là ngày đại cát của anh rồi. Cô này có cái tướng vượng phu ích tử, lấy làm vợ lợi đủ đường. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, mình cưới thôi. Con muốn làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến mặt mũi của chồng con chứ. Đường đường vợ một ông giám đốc, trông có khác người giúp việc không? Chị ra ngoài thì làm ơn, giữ thể diện cho gia đình nhà chồng chị. Anh ta lăn lộn bao nhiêu năm, có gì sơ hở, anh ta sẽ nhìn ra ngay. Em cũng đã nhận cát xê, phải diễn làm sao cho thật tròn vai nhất chứ ạ. Đứa trẻ này phải được tổ tiên nhà cậu chấp nhận một cách danh chính ngôn thuận thì mới được. Là một người vợ, một người mẹ, em yêu cầu anh phải chấm dứt mối quan hệ với cô ta. Chính mắt tao nhìn thấy lão thái nhà mày ngồi xuống xỏ giày cho con bé đấy. Sai phải xin lỗi, mà không sai thì cũng phải xin lỗi. Anh đừng có nghĩ rằng em ở nhà ngu ngốc, mà anh muốn làm gì, muốn nói gì thì em cũng phải tin anh à. Những thứ em làm cho gia đình này chính là thời gian, là công sức, là tuổi trẻ của em.